Xin chào tất cả chúng mình. Rất vui được gặp lại chúng mình trong dự án Đọc sách cùng con ngày hôm nay. Và hôm nay cô Hồng có một cuốn sách vô cùng thú vị giúp chúng mình khám phá hạt cây nảy mầm như thế nào và làm thế nào để từ một cái hạt nhỏ xíu trở thành một cái cây thật là to lớn, nở hoa và kết trái. Chúng mình đã sẵn sàng khám phá câu chuyện cùng với cô chưa? Nào, xin mời chúng mình cùng vào câu chuyện. Câu chuyện hạt giống nảy mầm rồi. Xin được phép bắt đầu. Hạt giống nằm im lìm trên bãi cỏ. Nó không biết mình từ đâu đến và tên là gì. Dường như mọi cây cỏ xung quanh cũng không hay biết đến sự tồn tại của nó vì nó còn quá nhỏ. Một cơn gió thổi tới cuốn phăng hạt giống nhỏ đi. Chớp mắt một cái, nó thấy mình được thả xuống một khoảng đất trống. Rồi không lâu sau, thân hình bé nhỏ của nó hoàn toàn bị vùi sâu trong lớp đất mềm ẩm. Vào một ngày đẹp trời, hạt giống phát hiện ra chiếc rễ mầm nhỏ đang nhú ra. Nó tép miệng cười sung sướng. Khi ấy, hạt giống cảm thấy mình như đang mọc chân vậy. Quả không sai, rất nhiều lông tơ trắng muốt dần biến thành những chiếc chân xinh bám chặt vào mặt đất. Chân của hạt giống ngày càng nhiều hơn, dài hơn, bám rộng hơn và sâu hơn vào đất để hút chất dinh dưỡng cho hạt giống nảy mầm. Hạt giống thấy mình đang lớn lên từng ngày. Ơ kìa, nó đã vươn mình, nhô đầu lên khỏi mặt đất, thành một cái mầm nhỏ xinh xinh. Wow, không khí mới trong lành làm sao. Mầm nhỏ ngắm nhìn trên bầu trời mùa xuân trong xanh và lắng nghe tiếng chim ca hót líu lo. Ôi, thế giới trên mặt đất thật kỳ diệu. Mầm nhỏ đã lớn thành cây non. Ngày ngày nó đều hàn huyên tâm sự với một cái cây cao lớn bên cạnh. Những bông hoa nhỏ nở dưới chân nó cũng yên lặng lắng nghe. Cây non đã vươn mình cao hơn nữa rồi. Thế nhưng mình là ai? Mình tên là gì? Nó vẫn chưa hay biết. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Cây non đã trở thành một cây cao lớn. Các loài động vật kéo đến đùa vui xung quanh cây, khiến cho không khí nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt. Cây cao lớn lại nở đầy hoa trên đầu. Ong bướm đua nhau bay đến hút mật, rộn rã, đông vui vô cùng. Hoa nở rồi kết trái chi chít trên các cành cây. Những quả nhỏ nhỏ, tròn tròn, xanh xanh như nói cho cây biết mình là ai. Nó sung sướng vô cùng khi tự tìm ra câu trả lời. Ôi, quả ở cây lớn này còn to hơn cả quả cam cơ đấy. Đàn chim díu ra díu dít gọi nhau bay đến xem. Quả xanh dần dần chín vàng,
treo lơ lửng trên cành như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh. Trông xa, chúng giống như những quả lê vàng tươi, thật hấp dẫn. Thế nhưng, khi lại gần mới phát hiện ra, đó là cây bưởi. Trên cành, những quả bưởi to, tròn, lúc liễu, tỏa hương thơm, dịu dịu, khiến ai đi qua cũng phải dừng chân. Đây là phần ghi chép khoa học, nhật ký trưởng thành của hạt bưởi. Tớ là một hạt giống nhỏ, các bạn có nhìn thấy lớp vỏ bọc bên ngoài của tớ không? Đó chính là tấm áo giáp bảo vệ tớ khỏi mọi tác hại của môi trường bên ngoài đấy. Tớ thích được tắm mình trong nắng ấm và những trận mưa mát mẻ. Như thế tớ mới phát triển nhanh được. Bây giờ trong cơ thể tớ có một nguồn năng lượng tuyệt vời. Nhờ đó tớ bắt đầu tách vỏ cho rễ mầm nhú ra. Khi rễ mọc ra nhiều hơn, tớ sẽ hút nhiều chất dinh dưỡng từ đất để nảy mầm. Tớ bắt đầu vươn lên mặt đất thành một mầm nhỏ. Tớ ra lá rồi lớn thành cây non. Theo năm tháng, tớ phát triển thành cây cao lớn. Từ nay, tớ có thể nghe tiếng chim hót lí lo trong vườn nhà mình, tắm nắng, kết bạn với các loài hoa bên cạnh nữa đấy. Thật tuyệt vời phải không? Vì sao sự sinh trưởng của cây không thể thiếu rễ? Các bạn nhìn này, thân cây đứng vững chãi mới đẹp làm sao? Các bạn biết không, họ nhà cây chúng tớ có các bộ phận chính. Đó là rễ, thân, cành và cả lá cây nữa đấy. Mỗi bộ phận giống như một cơ quan trong cơ thể người vậy. Rễ chính là bộ phận quan trọng giúp cây lớn lên mỗi ngày. Nó không chỉ bám vào lòng đất, giữ cho cây đứng vững, mà còn hút nước và các chất dinh dưỡng có trong đất cho cây phát triển. Vì vậy, sự sinh trưởng của cây không thể không nói đến vai trò của bộ rễ. Vì sao cần cắt tỉa cành cho cây ăn quả? Ôi, thích quá! Bác nông dân vừa cắt tỉa cành cho tớ đấy. Sau khi được cắt tỉa gọn gàng, thông thoáng, tớ mới nhìn thấy rõ ông mặt trời hơn. Bác nông dân đã cắt tỉa bỏ đi những cành già, héo úa hoặc bị sâu bệnh trên thân tớ. Còn bây giờ thì tớ không còn bị côn trùng gây hại nữa rồi. Những cây ăn quả như cây đào, cây táo hàng năm thường mọc thêm rất nhiều cành. Nếu không cắt tỉa thì cành cây sẽ mọc dày, xít quắc. Ánh sáng mặt trời khó mà xuyên qua được. Thiếu ánh nắng mặt trời, cây sẽ cằn cỗi, quả sẽ không sai. Vì vậy, cắt tỉa chăm sóc cây là việc thường xuyên của người làm vườn. Khi ăn những trái cây thơm ngon, các bạn nhớ đừng quên công sức của người đã trồng ra nó nhé. Có những cách phát tán hạt giống nào trong tự nhiên? Bạn có biết bí mật của quả bồ công anh bay trong gió là gì không? Thực chất, đó chính là cách phát tán hạt giống của bồ công anh đến phương xa nhờ sức gió. Đây là cách phát tán hạt giống nhờ vào sức gió trong tự nhiên. Nhìn này, quả dưa chuột ống phun tự nổ để phát tán hạt giống của mình đấy. Loại quả đặc biệt này khi rụng xuống sẽ giống như một đài phun nước nhỏ đẩy hạt lên trên, bắn ra ngoài không khí. Và đây là một trong những cách phát tán hạt giống độc đáo và kỳ lạ nhất trong thế giới thực vật. Hạt giống của cây bóng nước cũng bắn ra bốn phương để tự phát tán hạt. Ngoài ra, một số loại quả có gai như quả ké đầu ngựa bám vào lông động vật, nhờ chúng mang đi phát tán ở các nơi. Các loại hạt được bao phủ
bởi một lớp lớp thịt như táo, đào được chim và các loài động vật khác ăn, rồi cũng nhờ chúng phát tán hạt đi muôn nơi. Vậy hạt giống nào lớn nhất? Kích thước, hình dáng và màu sắc của các loại hạt không giống nhau. Bạn có biết hạt giống nào lớn nhất không? Để mình bật mí cho bạn nhé. Đến nay, hạt quả dừa kép được biết đến là hạt cây lớn nhất trong thế giới thực vật đấy. Trọng lượng của nó có thể lên tới 15-20kg. Lá cây hình quạt rủ xuống, trông to như đôi tai voi. Vì thế, người ta thường nói có con voi trên cây dừa kép. Và câu chuyện giúp các bạn tìm hiểu về sự nảy mầm của các hạt cây đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo nhé. Vâng, thật là thú vị phải không nào? Một cái hạt nhỏ xíu xíu và cần rất là nhiều yếu tố để hạt nảy mầm và phát triển thành một cái cây. Hy vọng cuốn sách đã cung cấp cho chúng mình những kiến thức vô cùng là lý thú. Và cô Hồng còn rất là nhiều cuốn sách khác. Hẹn gặp lại chúng mình vào 20 giờ hay 21 giờ nhỉ? 21 giờ hàng ngày nhé. Chào. Bà mẹ hãy cùng kể cho các con nghe câu chuyện này thêm một lần nữa nhé.